Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi mục 3 La Mã, trang 181, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau. Sputnik là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô cũ phóng lên bầu trời vào năm 1957. Bay được 1.440 vòng quanh trái đất, mỗi vòng hết 96 phút 17 giây. Sputnik có phải là một thiên thể hay không? Tại sao? Để có thể trả lời được cho câu hỏi Sputnik có phải là một thiên thể hay không, chúng ta sẽ cùng cô nhắc lại khái niệm của thiên thể nhé. Trong bài học chúng ta đã được học, thiên thể là tên gọi chung của các vật thể tự nhiên tồn tại trong không gian vũ trụ. Như vậy, ta có thể kết luận rằng Sputnik không phải là một thiên thể, bởi vì nó là nhân tạo, nó do con người tạo ra, và nó không phải là vật thể tự nhiên. Bây giờ, chúng ta cùng cô viết lại câu trả lời nhé. Sputnik không phải là một thiên thể. Không phải là một thiên thể. Vì nó là nhân tạo. Chứ không phải là vật thể tự nhiên. Chứ không phải là vật thể tự nhiên. Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi mục 3 La Mã, trang 181, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.